Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Năm 2024, chậm sang tên nhà đất sẽ bị phạt bao nhiêu? Sau khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, người dân cần thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ trong thời hạn không quá 30 ngày. Vậy từ năm 2024, chậm sang tên nhà đất bị phạt bao nhiêu? Hãy cùng theo dõi chi tiết tại video dưới đây. 1. Năm 2024, chậm sang tên nhà đất sẽ bị phạt bao nhiêu? Liên quan đến việc phạt chậm sang tên nhà đất, cần đề cập đến hai trường hợp bao gồm phạt chậm sang tên sổ đỏ và phạt chậm thực hiện nộp hồ sơ khai thuế. Cụ thể, 1. Mức phạt chậm sang tên sổ đỏ. Theo quy định tại khoản 3 điều 133 Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất phải thực hiện việc sang tên sổ đỏ trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi ký công chứng hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất. Trong đó, chậm đăng ký biến động đất đai lần đầu sẽ bị phạt lên đến 2 triệu đồng. Cụ thể, đối với trường hợp không đăng ký biến động trong 24 tháng kể từ ngày quá hạn sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Đối với trường hợp không đăng ký biến động trong thời gian hơn 24 tháng kể từ ngày quá hạn sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Chậm sang tên sổ đỏ đối với đất đã có sổ sẽ bị phạt lên đến 10 triệu đồng. Cụ thể, đối với trường hợp không đăng ký biến động trong 24 tháng kể từ ngày quá hạn sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đối với trường hợp không đăng ký biến động trong thời gian hơn 24 tháng kể từ ngày quá hạn, phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Lưu ý, bên trên là mức phạt đối với việc chậm sang tên sổ đỏ của đất ở nông thôn. Đối với đất ở khu vực thành thị sẽ cao hơn gấp 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương tự tại khu vực nông thôn. Ngoài bị xử phạt hành chính, người sử dụng đất cũng buộc phải thực hiện việc đăng ký biến động đất đai. 2. Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế. Khi sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất cần phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Theo quy định tại khoản 5 điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó, nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế, người sử dụng đất sẽ bị phạt hành chính lên đến 25 triệu đồng. Cụ thể, điều 13 Nghị định 125 năm 2020 của Chính phủ đã quy định như sau. Đối với trường hợp chậm nộp quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, nếu chậm nộp quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày sẽ phạt hành chính từ 2 đến 5 triệu đồng. Nếu chậm nộp quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày sẽ phạt hành chính từ 5 đến 8 triệu đồng. Nếu chậm nộp quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày hoặc quá 91 ngày nhưng không phát sinh thuế nộp sẽ phạt hành chính từ 8 đến 15 triệu đồng. Nếu chậm nộp quá 90 ngày sẽ bị phạt từ 15 đến 25 triệu đồng. 2. Đối tượng bị phạt khi chậm sang tên sổ đỏ. Theo khoản 4 điều 5 Nghị định 91 năm 2019, bên mua hoặc bên tặng cho sẽ bị xử phạt khi thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho mà không hoặc chậm thực hiện đăng ký biến động. 3. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký biến động đất đai. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 6, thông tư 24 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường, văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động đất đai. Trên đây là giải đáp cho vấn đề năm 2024 chậm sang tên nhà đất sẽ bị phạt bao nhiêu. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được thông tin về các chính sách pháp luật mới nhất.